Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân .com, một công ty chuyên cung cấp các loại rôn chịu nhiệt, rôn aminhân, các loại dây tép tràng, các loại rôn tép long. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn biết một loại hàng hiện tại là phân nhân đang bán. Cái loại hàng này rất tiện lợi và được sử dụng rộng rãi trong các ngành hơi khí, đó là cái loại dây tép tràng anh chị các bạn. Dây tép tràng, cái loại này hiện tại là phân nhân đang có hai màu, một cái màu chì, một dây tép tràng tép long này nè, nó có màu chì và có màu trắng. Thì hiện tại cái này là nó chịu nhiệt từ 0 tới 350 độ C, nên đâm ra là nó thường ứng dụng cho những cái nồi hơi, trong những cái nó cỡ kín hơi và chốt chạng những cái loại hơi nó xì ra. Thì hiện tại là công ty phân nhân đang cấp cái hàng này rất là lâu năm rồi, chúng tôi có những quy cách cụ thể và có hàng sẵn đóng theo từng cuộn với những quy cách như sau. Chúng tôi có quy cách từ 4 x 4, có nghĩa là 4 ly x 4 ly, cái sợi vuông anh chị các bạn nha. 4 ly x 4 ly, 5 x 5, 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12, 14 x 14 và 16 x 16, 18 x 18 và 20 x 20. Cái loại hàng này chúng tôi bán theo mét. Chúng tôi bán theo mét và bán theo cuộn. Hiện tại là chúng tôi có những quy cách cụ thể như chúng tôi đã đọc. Anh chị các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Những cái loại hàng này hiện tại công ty đang có sẵn và chúng tôi có thể báo giá ngay, đồng thời sẽ ship hàng trong ngày. Anh chị các bạn có thể khi nhận được cái giá thì anh chị các bạn có thể chốt sale, chúng tôi sẽ ship hàng nhanh. Rất mong quý anh chị các bạn ủng hộ và tin tưởng phân nhân. Xin anh chị các bạn đăng ký kênh khi chúng tôi review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể biết và hiểu thêm những cái loại hàng phân nhân đang bán. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ, đồng thời giới thiệu anh chị em những người có nhu cầu những cái loại hàng này giới thiệu cho phân nhân. Chúng tôi xin cảm ơn, rất mong gặp lại các chị các bạn trong những nhu cầu mà anh chị các bạn cần xài, và mong được phục vụ quý anh chị các bạn với cái giá tốt nhất và cái thời gian giao hàng nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.